Mari berkarya dalam puisi dan lagu, dalam puisi dan lagu. Layar perak panggung gerak adalah tempat kita, insan dunia. Ê, bọn tao đã đến rồi, bọn tao đã đến rồi. Đi, chúng mình qua đó đi. Tổng giám đốc có điều gì đó không ổn? Ông ấy giống như quả bom sắp nổ. Để nói cho anh biết, sáng nay khi đến văn phòng ông ấy đã bực mình rồi. Chờ xem lát nữa ông ấy sẽ nhằm vào chúng mình. Thật thế á? Ba người các anh, tổng giám đốc muốn gặp. Bây giờ, ngay lập tức, nhanh lên. Anh thấy sao? Hay là chúng mình giả vờ đau bụng và xin nghỉ? Tôi nghĩ là, hay là chúng ta lấy cớ đi thăm các cửa hàng? Chắc chắn sẽ không sao. Yes, we can. Bye bye. Em đi trước nhé. Jenny vừa mới từ Đông Nam Á trở về. Cô ấy nói kinh doanh ở đó không tốt. Tuy chúng ta đã hợp tác với các đối tác ở đó nhiều năm nay, chúng ta có mối quan hệ làm việc tốt với họ. Các đơn hàng đều ổn định. Mặc dù hiện nay nền kinh tế trong khu vực có xu hướng hợp nhất, thuế quan cùng có lợi, nhưng chúng ta vẫn chưa nhận được ưu đãi về miễn giảm thuế. Và những đối tác của chúng ta ở Đông Nam Á vẫn chưa có cơ hội tiếp cận với những sản phẩm mới của chúng ta. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ không có công ăn việc làm. Chẳng phải bình thường các anh có nhiều ý kiến hay sao? Bây giờ có ý nghĩ gì? Thưa giám đốc, tôi xin có ý kiến. Chúng ta nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ nắm bắt kiểu dáng xe đạp thể thao mới nhất với giá cả phải chăng? Như vậy sẽ áp đảo các đối thủ cạnh tranh khác trên thị trường. Anh làm được không? Lại còn áp đảo đối thủ cơ. Tổng giám đốc, tôi có thể đảm bảo ba chúng tôi chắc chắn sẽ làm được điều đó. Nếu không, chúng ta có thể đánh cược với nhau. Được. Vậy tôi sẽ cho các anh thời gian một tuần. Nếu các anh không thể đưa ra được sản phẩm mới thì mời cả ba anh nghỉ việc. Thưa giám đốc, nếu chúng tôi có thể đưa ra sản phẩm mới được thì sao? Khi đó, chị Jenny sẽ phải làm một chuyến đi vòng quanh đá lần với chúng tôi. Cái gì? Được. Quyết định như thế nha. Cảm ơn ngài. Xin cảm ơn tổng giám đốc. Cảm ơn. Thế nào? Không làm được chứ gì? Bây giờ các anh nghĩ lại, vẫn còn kịp. Thưa tổng giám đốc, ba người chúng tôi nói được là làm được, nhất định sẽ không bao giờ từ bỏ. Tôi thấy à, ba người các anh chuẩn bị đi lang thang ngoài đường là vừa. Đi chơi. Ê, tôi nghĩ ra cách rồi. Này Quang, các chị yêu, bình tĩnh nào. Này, tôi bảo này. Nói thẳng nhé, vừa nãy tôi định bỏ cuộc rồi đấy. Nhất định không được bỏ. Chỉ cần chúng ta hợp sức lại với nhau thì chúng ta sẽ không có đối thủ. Ừ. Hơn nữa, đây lại là sở trường của chúng mình, độc lập nghiên cứu,
sáng tạo, không ngừng đổi mới. Đúng, một non làm chẳng lên cây, ba non chụm lại lên một cây cao. Đi, chúng ta đi thư giãn một chút. Ê, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Nhưng tại sao lại đi thư giãn vào lúc này? Ây à, chúng ta đi ra ngoài để tìm cảm hứng. Nào, đi thôi. Tôi thấy ba chúng ta giống như ba anh em vườn đào, mỗi người có một sở trường riêng vỡ trợ cho nhau. Ngày mai chúng ta sẽ triển khai kế hoạch tác chiến. Chờ chút, sao lại là ba anh em vườn đào? Phải là ba anh em kết nghĩa vườn đào chứ. You know, nhưng mà tôi thấy anh ấy nói cũng có lý đấy. Anh nghĩ mà xem, hôm nay mình đi bao nhiêu nơi, có bao nhiêu là ý tưởng. Ừ, đúng đấy. Ồ. Đấy. Xe đạp đời mới hiện đại nhất chuẩn bị xuất ra thị trường. Phải có thực lực tốt cùng với những đối tác tốt mới có thể thúc đẩy sáng tạo và đem lại thành công. Hơn nữa, thương hiệu xe đạp của Đài Loan trên trường quốc tế vốn đã có uy tín. Sau này, khi Đài Loan gia nhập TTP và RCEP, chúng ta cùng đối tác nước ngoài sẽ nắm bắt cơ hội đầu tư toàn cầu. Thị trường trong tương lai nhất định còn tốt hơn nữa. Vì thế, chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội và chiếm lĩnh thị trường. Đến lúc đó, ba người các anh sẽ tiếp tục hợp tác, phát huy thế mạnh của mình. Watana, đi lấy xe đi. Jenny, chúng tôi đến rồi. Ê, không không, hãy chờ một giây. Jenny cô ấy. Tổng giám đốc, ông đừng có nuốt lời đấy nhé. Ê, chúng ta đã thỏa thuận rồi đấy nhá. Ý tôi là nếu mà đạp xe thì tôi cũng muốn đi. Hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Chúng ta đi. Đi. Không quan sự sớm mong lý do,